Hello, chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Hello anh em. Thì mấy hôm nay anh em có phản ánh mình là anh ơi, có mấy cái trang mà nó cho hack kim cương Free Fire. Thế nên là hôm nay thì trong video này mình cũng nói luôn với các bạn, đó là game Free Fire của chúng ta đây. Khi mà các bạn nghe được những cái tin như kiểu là có những cái app hay là những cái trang mà hack kim cương Free Fire online thì nó đều là lừa đảo cả. Và anh em cẩn thận thì khi mà các bạn vào Facebook thì cũng sẽ có những cái link kiểu link chia sẻ video này, hay là link nhận quà free này, link nhận code free này, và nó yêu cầu các bạn nhập tên tài khoản hay là mật khẩu nữa, thì đều là những cái trang lừa đảo nha anh em. Nếu mà anh em muốn nạp game Free Fire an toàn, các bạn có thể là vào trang nạp thẻ.vn, thì nó là cái trang nạp thẻ chính thức của bên Garena Free Fire luôn. Cũng như là nếu mà anh em muốn mua app khuyến mãi này, hay là các bạn muốn thử vận may hay là mở hộp kim cương, thì anh em có thể đến với đó là shopsikeo.vn với rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi, và đặc biệt là dành cho fan của Sĩ Kẹo luôn. Rồi nha mọi người, và shop của mình đó là shopsikeo.vn nhá. Ui, mấy hôm nay kiểu anh em toàn vào nhầm shop lừa đảo. Riêng mình thì shop app của mình đây là shopsikeo.vn nha anh em. Các bạn lại vào shopsikeo.com xong là bảo là anh ơi mua ác lỗ thế này thế kia, khổ lắm cơ. Nói chung là anh em lưu ý và rút kinh nghiệm nha. Thì hôm nay mình sẽ thử vào một cái trang lừa đảo hack kim cương xem là nó sẽ như thế nào. Và đây các bạn thấy không, Free Fire Online Hack thì nó sẽ có những cái mục như thế này. Ok, anh em thấy không, có một chọn vàng này, đấy chọn kim cương này, hack server 1, server 2, linking gì đấy. Thì được rồi mọi người. Đầu tiên thì nó sẽ yêu cầu anh em nhập cái nickname. Ok thì mình hãy cứ nhập thử thôi. SK này, chấm Sĩ Kẹo này, còn thiếu ký tự đặc biệt nhưng mà test thôi anh em. Lựa chọn Android, nếu mà anh em dùng iPhone thì lựa chọn iOS. Đấy, tôi chỉ ví dụ như vậy thôi, chứ còn anh em đừng làm theo tôi nhé, coi chừng mất nick. Ok, thì đó, chọn vàng này, bây giờ chọn kim cương này. 20.000 kim cương là đủ rồi. Thật sự là mình cũng không cần nhiều, thử thôi. Và đây nó có hai mục, một là như kiểu là anh em chọn để bảo mật này, thứ hai là chọn để an toàn, giống kiểu chống bị Garena phát hiện. Tôi chả tin. Nhấn vào nút hack. Thì đây, nó bắt đầu nó sẽ hiển thị cái quá trình hack đây. Ui, anh em thấy không, có những cái mã lệnh kiểu như là hacker luôn đang truy cập vào hệ thống của Garena Free Fire luôn. Đùa. Đấy anh em thấy không, trông nó có tinh vi không? Các bạn lại tưởng là hack thật đúng không? Đấy, sau này nó hiện mấy cái lỗi gì này. À, tức là nó bảo là đã hack thành công. Bây giờ ấy là các bạn sẽ phải xác thực xem là các bạn có phải là người không hay là người máy. Ok, các bạn nhấn vào verify now cho mình nhá. Đây anh em, đến đây nó bắt anh em là phải nhập số điện thoại để tải về máy, hoặc là tải clip nóng trên Facebook gì đấy này, thì nó mới cho gọi là hack kim cương. Đấy, tôi nhấn thử xem là nó như nào. Thì đây là toàn là những cái trang quảng cáo thôi. Đấy anh em thấy không, những cái trang này nó liên kết thẳng luôn với nhà mạng, kiểu mấy thằng quảng cáo nó làm ra mấy trang lừa đảo anh em ấy. Tức là các bạn nhấn vào thì các bạn sẽ mất tiền luôn. Đó, mất tiền trong tài khoản SIM điện thoại luôn. Ngoài ra thì mình không biết là nó có bắt anh em cài mấy cái app kiểu lừa đảo, nó lấy thông tin từ điện thoại của anh em này, đọc trộm tin nhắn Messenger, nó hack mất tài khoản Facebook này, cũng như là nó có thể là cài những cái virus vào phá hoại máy của anh em. Đó, thì những cái trang này là những cái trang lừa đảo, và hoàn toàn là không có cái sự thật gọi là hack kim cương Free Fire đâu. Rồi nha, chúng ta sẽ lại tiếp tục với trận đấu Free Fire ngày hôm nay. Đó, thì hôm nay là lời cảnh báo của Kẹo đến với anh em. Tức là anh em hay xem trên những group là có mấy thằng chuyên đăng mấy cái link kiểu phim 18 cộng này, xong là kiểu là làm gì ta anh em. Tức là chúng nó còn gửi những cái trang gọi là nhận trang phục free này, nhận kim cương free này. Đấy anh em thấy không, rồi là thêm cả cái kiểu gọi là hack kim cương Free Fire nữa, thì tất cả đều là lừa đảo. Sorry anh em nha, giọng mình hơi khàn xíu. Rồi nha, đấy là lời cảnh báo của Kẹo đến với anh em. Tức là các bạn sẽ không click vào bất cứ những cái đường link nào. Và nếu như mà anh em muốn nhận code free thì các bạn chỉ tin tưởng vào những streamer ở trong đại lộ danh vọng Free Fire. Đó, như những streamer mà có kênh YouTube lớn này, thì những cái code thì hoàn toàn là đều do Garena tặng cả. Ngay cả mình thì Sĩ Kẹo cũng thế. Mỗi tháng thì bên Garena sẽ hỗ trợ cho mình những cái code hộp súng này, code trang phục này, code ván lướt, code ba lô gì đấy để tặng cho anh em fan. Đó, giống như kiểu là một cái phần quảng bá game thôi anh em.
Thế nên là anh em muốn nhận code free thì anh em vui lòng đó là các bạn có thể theo dõi những cái video để cày view để ủng hộ cho mình. Thì sẽ tặng code cho anh em thường xuyên. Đó, cơ bản thì như vậy. Và bên Garena sẽ tặng nhiều code cho những streamer có nhiều view. Còn dạo này view kinh mình hơi nát, đâm ra là cũng không có code cho anh em. Được rồi, thế nên là các bạn nhớ xem video thì các bạn thấy hay, các bạn nhấn nút like, các bạn chia sẻ video giúp mình. Rồi nha mọi người. Thì hôm nay là chia sẻ với anh em về những cái trang lừa đảo hacking cơm, rồi là cách để cho anh em bảo mật tài khoản như vậy. Tức là các bạn hoàn toàn sẽ không tin vào những cái trang lừa đảo nhá. Rồi nha mọi người. Thì bây giờ anh em mua ác ở đâu an toàn và anh em thử vận may ở đâu an toàn thì đó chính là shopsikẹo.vn. À được rồi, chào mấy anh em đến với cái shop chính thức của mình. Đó là shopsikẹo.vn anh em, lưu ý nha. Vào thẳng shopsikẹo.vn nha. Hiện tại thì cái shop của mình đây có danh mục vòng quay này. Đó, thử vận may Free Fire đó anh em thấy không, là bán cả ARK game Free Fire này, có bán ARK game Liên Quân này. Ngoài ra thì cả cái ARK PUBG Mobile thì cũng bán luôn. Rồi nha mọi người. Ở đây thì có mấy cái mục khá là hot mình giới thiệu với anh em luôn. Và đây anh em, đầu tiên thì sẽ là vòng quay kim cương. Tức là các bạn chỉ 50.000 các bạn có cơ hội nhận 9.999 kim cương luôn. Rồi ok, ở đây mình có 500.000 hôm nay mới nạp vào đây. Quay phát 1. Hóng nào. 1.493 luôn. Uầy, phát đầu đã đổ hũ. Hôm nay thật sự là may mắn luôn anh em ơi. Nào, hóng nào xem nó trúng gì nào. 678 kim cương. Thế này thì khá là ngon rồi nha em ơi. Vẫn lời mà lo gì. Ok, quay phát nữa. 85. Uầy, 85 kim cương thôi á. Phần này toạch rồi, lại. Mình nghĩ là mình sẽ không xui như vậy nữa đâu. Hóng. Uầy, nổ hũ 2.787 kim cương luôn. Thật sự luôn anh em ơi, phải nói là chỉ với 50.000 đồng trúng luôn gần 3.000 kim cương. Rất là lời luôn. Hiện tại thì cái shop ác của mình đây tỷ lệ trúng kim cương lớn vô cùng là cao luôn. Thế nên là các bạn hãy nhanh tay truy cập vào shopsikẹo.vn nhé. Ok. Mục thứ hai vẫn còn rất là hot từ Tết đến giờ đó chính là mở bao lì xì Tết. Thì rất là nhiều bạn đã chơi rồi anh em ơi và nhận được vô cùng nhiều phần thưởng luôn. Ok. Ở đây sẽ có những cái phong bao lì xì đỏ thắm luôn. Và cơ hội trúng cái số lượng lớn kim cương vẫn rất là nhiều luôn. Ok. Thì lật đại một bao. 335 kim cương. Như vậy là lãi hơn xíu anh em ơi. Nói chung là mất 50.000 mở phong bao thì không sao. Chưa lỗ, chơi tiếp. Ok. Thì nữa này. 85 kim cương thôi xong tạch lô. Pha này đúng lỗ vốn, lỗ nặng luôn anh em ơi. Rồi nha, phát nữa. Ok, hồi hộp quá anh em. Lựa cái bao khác đi, bao đầu. Uầy, 1.000 kim cương, ngon anh em. Yes. Các bạn ơi, mất có 50.000, nhận được luôn 1.000 kim cương. Đã thật. Rồi nha. Nào mở tiếp thôi anh em. 335 kim cương. Thôi mình thấy là hơi bắt đầu xui rồi anh em. Thế nên chắc là thôi nhỉ. Ăn chắc mặc bền thôi anh em ơi. Đang lãi. Thôi không chơi nữa đâu. Đấy. Tức là anh em nhớ là dừng đúng lúc, đúng thời điểm nhá. Ok. Bây giờ thì có thể là vào rút kim cương này. Rồi nha. Mình đã rút khá là nhiều kim cương và hệ thống trên shop app của mình nó là tự động. Thế nên là duyệt kim cương cực kỳ là nhanh luôn. Ok. Hôm nay thì rút ít kim cương đi anh em ơi. Kim cương trong tài khoản mình khá là nhiều. Thế nên là cứ từ từ mà rút nhá. Hôm nay thì kẹo sẽ rút tầm khoảng là 3.000 kim cương thôi. Còn lại thì vẫn cứ để kim cương trong tài khoản để lâu lâu mua ác tặng cho anh em nhờ, như là tặng kim cương cho các bạn đấy nhá. Và anh em ơi, bạn nào muốn nhận kim cương free thì các bạn hãy comment ID game nhá. Kẹo sẽ tặng ngẫu nhiên số kim cương cho anh em nhá. Rồi nhá. Ok. Và sau khi mà đã giúp kim cương xong ấy thì bây giờ chỉ cần vào game là kim cương đã được cộng vào tài khoản rồi. Đây. Nào, 5.650 kim cương. Đó. Lúc đầu của mình là nó là 1.800 kim cương thì phải. Thế là mọi người. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại trận đấu Free Fire. Và mục tiêu của mình kiếm top 1 nha anh em. Ok. Bây giờ thì còn lại 15 người chơi nữa. Uầy, vãi nào ngồi trên vậy. Anh lại sợ chủ quá cơ. Uầy, làm sao hả em? Lên bảng luôn. Thế này bị mình hạ gục bằng pháo cầm tay. Nào thằng kia. Úi dồi ôi, tí vỡ đầu nhá. Coi chừng nha em ơi. Uầy, phải để kẹo bắn lỗi vãi anh em ơi. Tí nữa thì thằng bé vỡ đầu. Chơi hơi ngáo. Ở cái phạm vi pháo cầm tay thì bắn nó hơi gần anh em ơi. Bắn nó không được xa nên là khó chơi. Uầy vãi.
Ở ngoài thằng nào chạy qua xe motor chắc nhanh thế thì coi như là chịu luôn rồi anh em ơi. Đuổi theo nó tầm này là hơi căng. Các bạn thì chạy bộ làm sao mà đuổi theo được cái thằng chạy xe. Đây này, anh em thấy không? Thằng bé chạy nhanh vãi luôn, thế này thì chơi gì. Rồi nha anh em ơi, đứng tạm đây canh thằng phía trên. Nào, ui, cuộc tình tay ba hả? Thêm một thằng nữa mà hình như là cho nó clear nhau rồi. Quá ghê luôn nhở. Thế này chơi gì. Nào, chuẩn bị vỡ băng keo nhé. Ui, phía dưới luôn này. Ui, nào, lên mạng. Yes, bắn siêu xa cũng trúng luôn. Ngon lành. 5 kill rồi anh em. Lúc này thì trận đấu của chúng ta chỉ còn lại có 10 người chơi thôi. Ây, cố gắng làm game top 1 cái nhở. Ui, vãi, mấy ông bắn nhau nó hiện vị trí lên bản đồ liên tục. Làm tôi sợ, run hết cả tay đi luôn. Vãi trưởng thật. Rồi nha, rồi nha. Đây này, cái đậu xanh vỡ đầu. Yes, ngắm bắn quá chuẩn luôn. Ngon, 6 kill. Nói chung là giam ma cái thằng dơm dơm này làm gì có cửa với kẹo. Ok luôn, giáp chống nổ. Vô cùng là xịn xò và đặc biệt là nhiều bông keo dã man phết. Thế là chúng ta gặp ngay shipper bông keo rồi. Ngon phải không anh em. Xuống nhà, lên trên xíu đi. Bo bây giờ thì đang rất là nhỏ rồi mà đang có tận 6 đứa cơ. Và ai? Chắc là chúng nó thi nhau đi núp rồi. Anh em thì kinh chưa, anh em thì ghê chưa? Hay là các bạn lại bảo với mình là chưa ghê đi, thề luôn, bo bé tí. Còn 5 đứa. Ây, đông phết, đừng đùa. Nào, có ai đây không hả? Hello hello, có ai ở đây không hả? Mà chắc là chúng nó nghe thấy mình nói thì chúng nó cũng không thương nhỉ. À, không biết là OB21 thì nó có tính năng là mic tất cả trong game không. Mình cũng đang rất là hóng luôn anh em ơi. Nghe tin đồn là anh em sẽ có thể là nói chuyện được với kẻ địch. Và như vậy thì team up nó sẽ dễ hơn nhỉ. Ở cái đậu xanh lợn lờ quanh đây nhưng mà không thấy thêm thanh niên nào nữa. Vãi hàng thế. Thế là các bạn đi đâu rồi? Có phải là các bạn đi phòng tránh virus corona không nhở? Ơ đậu xanh, vãi cả hàng. Rồi nhau mọi người. 5 thằng nữa thôi mà khó kiếm ghê ha. Ok ok, chắc là mình đứng tạm đây mình canh nhở. Bởi vì là ở đây thì nó là một cái khu khá là ok, ngồi hàng rào canh người là hợp lý. Trong nhà kia mình nhớ là trên tầng 2 có một đứa luôn. Nãy mà mình không dám chạy lên cơ. Đây này, đấy, chạy lên khắc phục cống mạng cho nó. Nào, dưới đây solo em ơi, ăn liệu nha. Xem là chú chạy đâu, ui vãi luôn. Vãi hàng này, ấy bắn hơi ngu, bắn hơi ngáo. Ui, ui, giặt thế ai chơi, ui, giặt thế ai chơi. Hơi căng, hơi căng, phần này hơi căng. Ui, thằng mẹ nó dựng luôn bông keo như kiểu cái pháo đài thế, sợ thật. Sớm bông keo thôi. Nào, qua đây em, qua đây em, qua đây em. À đủ, vừa đứng vừa nhảy, bắn cực ghê vậy. À, đây rồi, đây rồi. Đến đây nào, lên đây đi. À đủ, ui phóng lựu luôn. Phóng lựu hay là pháo cầm tay anh em ơi. Sát thương kinh phết này. Hình như là pháo cầm tay thôi. Ui đừng đừng, đừng thế, đừng thế, đừng thế, mình sợ. Đùa. Ông cứ chơi kiểu đấy làm tôi sợ dã ma luôn nhở. Đến này thằng bé lên trên móc này. Câu lựu xuống luôn. Ui kinh hoàng. Kinh hoàng. Nào, mày này, móc tao à? Yes, 7 view ngon không anh em ơi, còn 2 thằng cuối này. Ui, cơ hội top 1 của kẹo đang đến rất là gần rồi, anh em ơi, chấp lấy cơ hội và lấy top 1 thế nào. 2 thằng cuối đâu nhở? Ơ, mình là mình chưa thấy chúng nó này. Ơ, thế vãi nhở. Thế là rốt cuộc là 2 thằng cuối đâu rồi? Ui, các bạn trốn đâu rồi vậy? Tầm này thì mình biết tìm các bạn ở đâu. Anh em thấy không, bo cực nhỏ luôn này. Qua thính này thì lượm thêm được túi máu thôi. M249 thì mình không chơi, đang cầm AK bắn rất phê này. Á à, đù một đứa. Mày chạy đâu này? Viện ơi anh em ơi, viện ơi anh em ơi. Ui dựng một kèo nhanh thế. Qua vả nó. Nào, chờ tí anh em ơi. Đây, mình có nhiều bông keo mà. Ui, vãi cả hàng. Lại pháo cầm tay à? Ghê vậy ai chơi, thằng kia. Vô đây em. Nào, ui, câu lựu luôn. Yes, ngon lành. Ở cái đậu xanh gặp ngay thanh niên cơ hội rồi. Pha này hơi fail. Lỗi rồi anh em ơi, bye bye. Tuần này chắc hẹn gặp lại anh em sau nha. Này một kill top 1 này. Chui vãi luôn.